Vâng, hiện tại là 8 giờ tối ngày 31 tháng 5 năm 2019. Đồ ô tùng 8 đang có mặt tại Vũ Cầu, Hạ Hòa, Phú Thọ. Hôm nay chúng tôi bàn giao cho anh Hải tại Vũ Cầu, Hạ Hòa, một bộ trường kỷ gỗ lim hàng đại. Đây là người đăng ký một kính. Anh em đứng kia, anh áo xanh, anh chủ nhà, anh có một bộ không gian thờ cũng rất là đẹp. Trường kỷ này gỗ lim đục tứ quý, dạ là đục triện, hàng đã hoàn thiện BU. Mọi người ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với đồ gỗ Tùng 8 theo số điện thoại là 0987 510806, website đồ gỗ Tùng 8.com, xưởng có địa chỉ Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, trên màn hình đây. Toàn cảnh của bộ trường kỷ này. Hàng đại nên ngồi cực kỳ là thoải mái, rộng rãi. Đây là hình ảnh cái không gian thờ của anh. Đó, sập thờ Cửa Võng và Hoành Phi đã sơn son tiếp vàng rất là đẹp. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.